Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn thân mến đang đến xem kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay Ngọc Ánh muốn chia sẻ với các bạn một kiểu nhà mà mình đã thấy ở Florida và mình cũng đã biết nhận được tin là ở Việt Nam thì cũng bắt đầu xây những kiểu nhà như vậy, đang thiết kế. Người ta gọi cái đó là nhà thông minh. Nhà thông minh là sao bạn? Nhà thông minh là cái nhà tự nó nhận biết bạn là chủ. Bạn chỉ cần nói cho nó biết, hay là nó nhận mặt bạn, hay là nhận dấu tay của bạn, thì nó sẽ làm những việc như bạn ý muốn. Ví dụ bạn đi về nhà, nó thấy cái tự nhiên cái nhà, nó thấy cái xe của bạn, thì tự động nó mở cửa gara cho bạn đem xe vô, bạn lái xe vô. Rồi cái xe thông minh á, thì nó lái vô gara luôn, tự nó đậu xe luôn. Nó biết tránh những cái gì mà để nó khỏi cán phải. Cái nhà tự nó mở cửa gara cho bạn, rồi tự nó mở cửa cho bạn. Rồi trước khi mà bạn đi về nhà đó, thì là bạn nói trong điện thoại, nói cho cái nhà, thì tự nhiên cái nhà bắt đầu nấu những cái món ăn mà bạn đã sắp sẵn cho nó nấu. Thì bây giờ nó chưa có làm được là nó sẽ là vô tủ lạnh rồi lấy đồ ăn rồi ra tự nấu, mà nhưng mà sắp sẵn thì tới giờ thì nó bật lên nó nấu, không cần mình nữa. Mình vô tới nhà tự nó mở đèn cho mình nói nó mở đèn này mở đèn kia, chuẩn bị đổ nước cho hồ tắm thì nó làm hết. Ở Mỹ thì nó dùng hệ thống của Siri, cái là cái Echo. Cái Siri hay lắm bạn nha. Có người bạn bị đau á, bị mổ chân rồi đi không có được, cái nằm trên giường ha. Thì ở trong phòng nó gắn theo kiểu Siri mà từ trên điện thoại nói là Hey Siri, mở TV đài số mấy, cái tự nhiên nó mở ra cái Siri, nó trong hệ thống, gắn trong hệ thống TV, cái nó mở ra đổi đài cho tôi, nó cũng đổi tắt đèn bên này, mở đèn bên kia, điện thoại cho người này, chỉ cần nói thôi, điện thoại kêu cháu tôi. Rồi nếu mà điện thoại reng mà cái máy phone không có để gần á, hay là có người bị giải phẫu mắt rồi không có thấy được các bạn, thì thấy mờ mờ á, thì để điện thoại kế bên, thì khi điện thoại reng thì là tự nhiên cái con Siri nó mình nói nó bắt điện thoại thì nó mở nó nhận, còn nó không muốn nhận thì nói là không nhận, thì nó tự nó nói là không nhận được. Là cái đó hay á, sáng dậy tự động cái nhà đó tự động nó có hệ thống, nó tự động làm cà phê, tự động nó nướng bánh mì là mình phải sáng mình phải mở từ trong tủ lạnh, hay tối trước mình bỏ trong cái nướng bánh mì, chứ còn nó chưa làm được tới mà cái nhà tự nhiên vô tới tủ lạnh rồi mở lấy bánh mì ha. Thì để nó lập cái nhà đó kêu là nhà thông minh. Thì ở Mỹ là mình chưa có thấy công dãy chung cư nữa là chung cư thông minh. Có nhà thông minh thì có những cái nhà mới cách bây giờ đó, thì họ trang bị hệ thống đó. Rồi nó rồi khi mà mình đi vắng thì cái nhà nó quan sát, cái hệ thống nó quan sát an ninh rồi cho chủ, rồi nếu mà có ai mà tới tẩy cửa hay gì đó thì hệ thống tự động nó kêu cảnh sát, rồi nó kêu chủ, rồi chủ là trong sở bật cái máy lên, bật cái máy telephone lên là có thấy được chuyện xảy ra ở nhà mình. Cái nhà thông minh mà có người thì nhà thường nhưng mà cũng trang bị những dụng cụ thông minh, cũng có ha, xài Siri hay là gắn hệ thống bảo vệ cho nhà mình, rồi mình từ cái phone mình thấy. Như mình đã có bạn bài mình làm chủ tiệm nail đấy, thì là chỉ gắn trong cái hệ thống đó trong điện thoại chỉ ha, thì là chỉ đi chợ hay là chỉ đi chợ đâu chị cũng thấy được từng phòng nail á, nhà bếp chỉ thấy chỗ này chỗ kia chỗ hết á, tự nhân viên sao chị cũng thấy. Đó là cái hệ thống, cái là hệ thống thông minh. Mà bây giờ thì họ làm nguyên thiết kế nguyên luôn cả một cái chung cư một 400-500 căn nhà thống thông minh. Ở Việt Nam mình nghe nói là có cái chỗ nó mở là nó kêu là Viva Park ở gần chỗ Đồng Nai. Thì
Bắc thì họ đang xây cất cái chỗ mà đường thiết kế những nhà chung cư thông minh. Mình nghe là bắt đầu từ 2 tỷ đô 2 tỷ tiền Việt Nam trở lên. Thì cái đó cũng hay ha bạn. Bây giờ cái gì nó cũng thông minh được. Cái xe hơi thông minh họ đang thử, chưa có xe hơi thông minh mà không có người lái, mà họ chưa có làm ra cái đó, họ chỉ thử thôi. Thì lâu lâu mình thấy trên đường nó cái mấy hãng Google đó, hãng Google nó cũng làm cái đó, thì nó cũng cộng tác làm đó. Mình thấy những xe có chữ Google, xong cái không có người lái, nó tự nó đi 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 rồi tự nó quẹo, tự nó tránh. Thì họ tính là trong tương lai là những xe thông minh mà mình khỏi cần lái, mình cứ leo xe rồi mình mở GPS, mình hỏi nó đi tới chỗ này tự nó đi đi vô kia tự đi rồi tự nó tự tự nó đi. Bây giờ thì cũng có nhiều xe thông minh như vậy, cũng làm cũng được, nhưng mà có mình cũng phải lái. Bạn biết trên máy bay đó nó cũng có cái autopilot đó, là máy bay mình lên bay lên rồi ha, thì là mấy anh phi công để cho tự nó bay, mấy anh ngồi bên coi chừng thôi, đáp xuống vậy tự nó đáp xuống mà anh coi chừng nó tự đáp xuống. Bạn ơi, bây giờ là không phải phi công đáp xuống đâu, từ khi nào mà có khó khăn hay là có đường trơn trượt hay gì đó thì phi công lấy lại cái manual tự nó, còn không thì tự động cái máy bay nó có hệ thống computer nó coi phải đúng làm sao, phải mở mở chân làm sao cho nó đúng, nó đáp xuống tùy theo bao nhiêu lượng gió bao nhiêu này kia là tự nó coi. Nhưng mà những cũng có phi công ngồi coi canh chừng á. Thì bạn mình sẽ mình có mấy tấm ảnh của cái Viva Park ở ở gần ở thành phố Cần Chí Minh là Đồng Nai đó. Bạn có ở ở gần đó, bạn bạn tới bạn viếng thăm, thì mình thấy cái đó cũng hay, nhưng mà mình không có rõ là nó thông minh những cái gì ha. Thì bạn ở bên bên đó, bạn bạn coi đi rồi có gì đó bạn cho mình biết. Hãy chào các bạn nha, mình đi gắn mấy cái hình cho bạn coi về cái bạc đó. Thì ở đây em nó bắt đầu nó cũng làm nó vậy, nhưng mà cái là nhà thông minh bây giờ mới nó chỉ học nó được cái là mở cửa tắt đèn nấu ăn, chứ nó chưa có làm được hơn nhiều hơn. Chào các bạn nha, rồi ngồi mời các bạn đi coi cái Viva Park ở ở Việt Nam là chỗ mà siêu chỗ mà những cái nhà thông minh. Mời mời các bạn cùng đi nha. Đây một chương trình nhà thông minh đang xây cất tại Việt Nam gần thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Nhà đầu tư tính còn sẽ tiếp tục xây dựng những khu nhà thông minh. Bạn nào ở gần đó thì hãy đến thăm viếng chỗ đó cho mình biết nhiều chi tiết. Mình ở đây xa quá không có đi được. Mình nghe nói là cái thiết bị thông minh của những ngôi nhà này là rất là tuyệt vời. Mình rất hãnh diện là người Việt Nam mình đang xây cất những khu nhà rất đẹp. Chào các bạn nhé.